giờ anh em mày đang chặt ốc chuối nhá. Bây giờ phần đủ à, thắt nổ. Đấy, không bên kia không có dao là dùng. Ồ, cái hạt mẹ một đá mới chặt dễ hơn à. Thật mà, đá này nhiều. Cái đó nó lút chặt ra được. Cái hắn nó đá mới chặt nó bằng cái ấy. Đấy, đúng ốc chuối rồi. Lấy chạy chuối. Con gì à, con gì ăn? Một tôm trời rồi, con gì? Bắt. Một tôm trời rồi. Nhớ rồi nè. Độc chê rồi. Đây là anh em chúng tôi đi là nấu canh cứt nha. Đấy. Canh cứt cá nha. Toàn cứt cho này nè. Đấy. Đấy, nấu canh nó bắt đầu nhìn thấy rồi đấy. Đây. Cá này để dành về cho nhà ăn. Một hàng thịt. Đấy. Đấy, khổ lắm anh em ạ, đi đi đổi đi suối thì có thế này thôi nhá. Đây là bác ở bản luôn. Đấy, anh em chúng tôi mỗi người một việc. Tôi là việc quay phim. Đây, cơm là làm vô ống. Sao? Quả xiên thì hơi ác ấy nhá. Đập ốc. Anh dưới đó à? Bác đang làm đùa nha, nhưng mà bác vứt xuống ngay chỗ tay cá luôn chưa? Ăn nó có chất. Chà, hông nó của mẹ mâm thịt để cười cắt nữa. Đây. Ít đôi nhưng mà vẫn phải mang theo thịt chứ không sợ chết đói. Đã bực giật cái điện thoại của em nó không quay, nó không có nghĩa là mình quay em đoạn bắt đầu mình dừng nữa, thì tạm dừng mình quay á. Đấy, nó bực. Ô, mình làm một cái video một lúc luôn. Ghép nhưng mà phải lên YouTube thôi chứ lên trên Facebook không ghép được. Rất chia thơm. Trời ơi. Quay tráng. Đấy. Đi câu thì vẫn câu nhá. Ốc vẫn có người bắt nhá. Anh là giới thiệu đó là thịt lợn. Thịt lòi đấy. Lòi đom à, lòi.